vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Dự Thảo. Chào Kim Thảo. Dạ. Hôm nay cô nhìn thấy em rất là vui vẻ luôn, sao vậy ha? Dạ, tại vì sắp đến ngày rằm rồi. Mà ngày rằm thì chúng ta thường ăn chay đúng không cô? Mà thực ra thì em cũng không ăn chay thường xuyên lắm. Mỗi lần mà mùng 1 hoặc là ngày rằm em cố gắng hết sức để có thể ăn chay cho cơ thể nhẹ nhàng hơn. Thì ăn chay rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì trong những cái món ăn chay đó toàn là những nguyên liệu thực vật thôi. Cho nên là thỉnh thoảng chúng ta nên thay đổi và chúng ta ăn chay cũng rất là có lợi cho sức khỏe. Dạ đúng rồi. Mà đặc biệt là Dự Thảo rất là thích những món chay mà được nấu từ các loại bông nè. Tại vì vừa mát, vừa giòn, ngon mà lại dễ thực hiện nữa. Em cũng vậy. Mà em biết rất là nhiều bông, chẳng hạn như bông điên điển, bông bí hay là... Còn một thứ bông mà Kim Thảo chưa nhắc đến, đó là bông xo đũa. Bông xo đũa này ăn vừa ngon, vừa mát và chúng ta có thể nấu một món canh chua tương tự như là món canh chua mặn như vậy, cũng không kém phần hấp dẫn. Đó chính là món gì vậy cô? Trong chương trình kỳ này thì Dự Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món canh chua chay, đó là món canh chua bông xo đũa chay. Để thực hiện món canh chua bông xo đũa chay thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 100g bông xo đũa, 100g nấm bào ngư, cà chua, thơm, ngò gai, rau om, một trái ớt sừng tươi, tàu hũ kỳ chiên, sả băm, ớt băm, poro băm, me, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Ajinon từ nấm hương và hạt sen. Đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế nguyên liệu chính, đó là phần bông xo đũa. Dạ. Bông xo đũa thì mua về quý vị khán giả sẽ rửa thật sạch đi và chúng ta sẽ ngắt bỏ cái phần nhụy. Ở phía bên trong này nó có một cái nhụy xanh và hơi vàng vàng ở trên này thì chúng ta sẽ ngắt bỏ. Vì khi ngắt bỏ như vậy đó, khi nấu canh xong cái canh sẽ không có cái vị nhân nhẫn đắng của cái phần nhụy này. Em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là bông xo đũa thì phải ngắt phần nhụy đi để cho bông không bị nhẫn đắng quý vị nhé. Nấm bào ngư thì xé ra. Phần cà chua này thì quý vị khán giả sẽ cắt muối. Kế tiếp thì thơm chúng ta sẽ cắt lát ra. Cô sẽ cắt qua đến phần ngò gai và rau om. Ngò gai và rau om này sẽ tạo nên cái mùi thơm khá là đặc biệt cho món canh chua. Ớt sừng thì chúng ta cắt khoanh. Bây giờ thì cô sẽ ướp cái phần gia vị tiếp tục vào trong cái phần nấm này. Cô sẽ ướp vào đây là khoảng chừng một ít sả và ớt băm nè. Tiếp tục là cô ướp một muỗng cà phê đường và một muỗng cà phê hạt nêm Ajinon từ nấm hương và hạt sen. Cô ơi, thường thì em thấy chỉ có khi nào mà kho cá thì chúng ta mới có thể ướp cá trước thôi. Còn cái này là rau mà cô đúng đánh. Rồi, món chay nhưng mà chúng ta thật là kỹ lưỡng trong cái phần ướp gia vị và đặc biệt là khi ướp sả và ớt băm cũng như là các gia vị vào nấm trước á. Thì sau đó chúng ta xào thì gia vị sẽ thấm và làm cho những cái miếng nấm bào ngư của chúng ta sẽ ngon hơn rất là nhiều. Dạ em nhớ rồi, bí quyết này thật là hay. Quý vị khán giả thân mến hãy cùng lưu ý với Kim Thảo nhé, là chúng ta sẽ ướp nấm bào ngư với sả ớt băm trước để khi xào giúp cho nguyên liệu thấm gia vị và sẽ thơm ngon hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta chuẩn bị nấu canh chua ngay. Để cho nồi nóng một chút xíu và chúng ta cho một ít dầu vào, cho một ít sả ớt băm vào và poireau vào. Chúng ta phi vàng phần sả ớt băm và phần poireau này lên. Và khi đã vàng thơm rồi thì chúng ta sẽ trút hết cái phần nấm bào ngư này vào. Chúng ta xào lên. Tiếp tục cho thơm và cà chua vào. Quý vị khán giả sẽ xào cái phần cà chua với phần thơm xong, quý vị khán giả sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng canh rưỡi đường và 1 muỗng canh hạt nêm Ajinon từ nấm hương và hạt sen. Và khi đã xào đều và thấm gia vị tất cả những nguyên liệu này rồi, bây giờ quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng 1 lít nước. Khi mà nồi canh chua vừa sôi trở lại đó, thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho vào 3 muỗng canh nước me. Quý vị khán giả nấu tiếp thêm khoảng chừng 1 đến 2 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho hết cái phần bông xo đũa này vào. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi cho bông xo đũa vào á, vì bông xo đũa chín rất là nhanh, chúng ta cho vào phải tắt bếp và nhắc xuống ngay thì nó mới giữ độ giòn, ngọt và bùi của bông xo đũa. Rau nêm này cho vào để tạo nên cái màu xanh, cô cho một ít cái rau ngò gai với rau om, một ít ớt sắc lát. Chúng ta sẽ múc canh ra. Cuối cùng cô thêm một cái ít bông xo đũa này vì bông xo đũa ăn rất là ngon. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần tàu hũ kỳ mà chiên giòn này nè. Chúng ta bóp nhuyễn ra, xong rồi cô sẽ rắc một ít lên trên. Dạ. Cuối cùng thì là mình sẽ cho thêm một cái nhánh rau om để mà trang trí lên cho nó đẹp mắt nữa. Cô sẽ múc cho em thật là nhiều. Thêm một ít tàu hũ kỳ để lên trên nữa.
Rồi, cô mời em. Em cảm ơn cô. Em phải dùng muỗng để húp nước thử mới được. Khi mà cô chưa múc ra chén cho em thưởng thức thì em nhìn cái tô canh chua cô bày ra đó thì em thấy là không thể nào mà cưỡng lại được. Bởi vì những màu sắc của nó rất là hấp dẫn nè, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Rồi bây giờ được thưởng thức thì em nghĩ là càng không thể nào mà bỏ qua món canh chua này. Có cái nước canh thơm mùi xả nè, ngọt ngọt, chua chua, dịu dịu. Rồi bên cạnh đó thì bông sô đũa là một cái mà Kim Thảo thích nhất. Bởi vì nó có cái vị nhân nhẫn đắng, rất là đặc trưng mà ăn rất là ngon cô, không có bị đắng quá. Còn giòn thì sao em? Dạ, vẫn còn giòn, ăn rất là tuyệt vời. Quý vị ơi, hãy bổ sung thêm vào thực đơn những ngày chay của mình bằng món canh chua bông sao đũa chay nhé. Rất là ngon đấy ạ. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Trước khi chia tay thì xin cho Kim Thảo được nhắc lại những cách thức để quý vị có thể kết nối với chương trình. Đó là hộp thư rất quen thuộc của chương trình, hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại 083-823-7557 là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Và quý vị cũng có thể truy cập vào trang web chính thức của chương trình www.mongonmoinay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Bây giờ thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.